Chào mừng em đã quay trở lại với bản tin nhanh của Nhịp Sống Ô Tô. Và tuần vừa qua là một tuần có rất nhiều thông tin thú vị mà tôi muốn gửi tới anh em. Vậy thì không chần chừ gì nữa, hãy cùng bắt đầu thôi. Theo trang tin Nhật Bản Spider7 thì Mazda 6 rất có khả năng sẽ ra mắt sớm thôi anh em ạ. Có lẽ là vào nửa đầu năm sau. Và tôi nghĩ anh em nên chuẩn bị hầu bao dần đi. Bởi vì chúng ta sẽ có gì ạ? Mazda 6 chạy cầu sau. Mazda 6 mới được dự đoán sẽ có thiết kế chịu nhiều ảnh hưởng từ mẫu xe concept Mazda Vision Coupe ra mắt vào cuối năm 2017 với mũi xe dài, nóc xe vuốt cong xuống cốp, lưới tản nhiệt và cụm đèn trước sau thanh mảnh. Điểm đáng chú ý nhất tới từ vị trí của Mazda 6 đó là việc chuyển sang nền tảng mới, mẫu sedan hạng D sẽ có hệ thống cầu sau và lựa chọn động cơ hybrid. Trang tin còn cho biết Mazda 6 mới sẽ có lựa chọn động cơ 6 xi lanh thẳng hàng 3.0 lít đi kèm hệ thống lai nhẹ 48V. Động cơ này cũng sẽ được dùng cho phiên bản hybrid của xe. Gần đây thì hãng GAC tới từ Trung Quốc đã lại một lần nữa làm cộng đồng mạng rung động vì cho ra mắt mẫu crossover chạy điện mới mang tên Aion V Plus. Và điều đặc biệt là chỉ cần sạc 5 phút là chiếc xe đã có thể chạy tới 200 km, gần bằng thời gian đổ đầy một bình xăng. Ngoại hình của mẫu crossover tới từ người hàng xóm này có thể nói là rất nịnh mắt. Đặc biệt là phần mặt trước với thiết kế mới mà hãng gọi là Star Wars Warhead Front Face. Không chỉ trông ngầu mà tên gọi nghe cũng ngầu nữa. Ở phía bên trong, màn hình nội thất đã được thay đổi hoàn toàn. Hệ thống màn hình kép của Aion V không còn nữa, mà nó đã được thay thế bằng thiết lập màn hình nổi riêng biệt. Với công nghệ sạc pin siêu mới của nhà sản xuất với tên gọi là AE Safe, được đánh giá là nhanh nhất thế giới. Nhiều khách hàng cũng định xuống tiền rồi đấy, nhưng mà nhớ đến câu nói là cái gì nhanh quá cũng không tốt thì lại thôi. Ngày 4 tháng 10 vừa qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông Ấn Độ là ông Nitin Gadkari đã chia sẻ với báo giới địa phương rằng ông có một dự án nghe rất là mượt tai. Đó là thay đổi tất cả những tiếng còi xe tại những chiếc xe tới từ Ấn Độ, trở thành những tiếng nhạc cụ. Ấn Độ là nơi có một số thành phố được coi là ồn ào nhất thế giới, với rất nhiều người điều khiển xe buýt, taxi, xe kéo và thường xuyên bấm còi ở những nơi tắc đường. Và như anh em đã biết thì việc ô nhiễm tiếng ồn không chỉ gây căng thẳng khó chịu mà còn gây ra những vấn đề thính lực, vấn đề về tim mạch về lâu dài. Bộ trưởng Gadkari cũng nói rằng ông muốn thay thế tiếng còi báo động của xe cứu thương hoặc xe cảnh sát bằng âm thanh nghe mượt hơn. Có thể trong tương lai không xa, bạn sẽ được tận tai nghe thấy những tiếng sáo, tiếng vị cầm, tiếng trống nhỏ thay cho tiếng còi ở những chiếc xe nhập khẩu từ Ấn Độ. Mới đây, Hiệp hội các nhà sản xuất xe cơ giới quốc tế là VDIC đã tuyên bố VinFast trở thành thành viên thứ 38 của Hiệp hội. Điều này đã khiến VinFast trở thành thành viên đầu tiên của Đông Nam Á được ngồi chung mâm với cả những Land Rover, những Maserati ở bên bển. Ông Reinhard Zerpel, chủ tịch VDIC nhấn mạnh, với VinFast, lần đầu tiên VDIC làm việc với một hãng xe của Việt Nam. Nhờ vậy, chúng tôi đã có thành viên đến từ 3 nước châu Á, không chỉ tại châu Âu và Mỹ. Hiện tại, các hãng xe đang thành công ở giai đoạn đầu với lĩnh vực xe điện. Sau khi gia nhập VDIC, VinFast sẽ có tiếng nói hơn trên thị trường quốc tế. Sau khi trở thành thành viên của VDIC, VinFast sẽ đẩy mạnh xâm nhập vào thị trường châu Âu. Bà Bích Trần, CEO VinFast châu Âu chia sẻ rằng, Đức là một trong những thị trường ô tô quan trọng nhất thế giới, nơi các phương tiện sử dụng điện đang phát triển nhanh chóng. Chúng tôi đang chuẩn bị kỹ lưỡng cho việc thâm nhập thị trường và việc trở thành thành viên của VDIC sẽ là bệ phóng cho mục đích này. Tân binh mới nhất của Kia, Kia Carnival, gần đây thì đã gây xôn xao trên mạng xã hội khi mà Kia Việt Nam đã liệt chiếc MPV 7 chỗ này vào hạng mục SUV đô thị. Ở lần nâng cấp lên thế hệ mới này, Kia Sedona không chỉ đổi tên thành Carnival nhằm thống nhất tên gọi với thị trường quốc tế, mà dường như Thaco cũng đã định vị lại mẫu xe này thành SUV đô thị thay vì MPV cỡ lớn như đời trước. Ngoài việc xác nhận Kia Carnival 2022 sẽ ra mắt trong tháng 10 này, fanpage của Kia Việt Nam còn ngấm ngầm khẳng định giá bán chuẩn mà phía đại lý cho biết là chính xác. Thông qua dòng, Kia Việt Nam chính thức nhận đặt xe ngay hôm nay với giá chỉ từ 1,199 tỷ đồng, cùng với 5 phiên bản và 7 màu sắc tùy chọn. Nếu so với đời cũ, giá khởi điểm của Kia Carnival 2022 sẽ tăng 180 triệu đồng, còn giá cao nhất sẽ tăng tới 320 triệu đồng. Với nhiều thay đổi về ngoại hình, nội thất, sức mạnh cũng như nhiều option an toàn, nếu anh em muốn chúng mình review chuyên sâu về mẫu xe hot hit này, hãy cho chúng mình biết ở phần comment phía dưới nhé. Vừa rồi là tất cả những thông tin mà mình muốn gửi tới anh em trong Nhịp Sống Ô Tô tuần này. Vậy em thấy sao? Nếu thấy thích thì hãy like, thấy hay thì subscribe và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo.